Amikacin và tobramycin là hai kháng sinh nhóm aminoglycosid thường được sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Phổ của chúng tập trung tại chủ yếu ở trên trực khuẩn gram âm hiếu khí như E. coli, Pseudomonas. Ngoài ra thì chúng chỉ có tác dụng hạn chế trên cầu khuẩn gram dương như là Staphylococcus, và nó chỉ có tác dụng trên Enterococcus khi được phối hợp với kháng sinh nhóm beta-lactam hoặc vancomycin. Đối với tobramycin thì tobramycin có tác dụng mạnh hơn trên Pseudomonas so với amikacin, tuy nhiên chúng dễ bị phân hủy bởi enzyme phân hủy của Pseudomonas so với amikacin hơn, do có tới 6 locus phân hủy trên phân tử của chúng. Vì thế amikacin có khả năng kháng với enzyme của Pseudomonas mạnh hơn, cho nên amikacin được dùng để điều trị nhiễm khuẩn Pseudomonas kháng với tobramycin. Độc tính thì độc tính cần lưu ý của nhóm aminoglycosid là độc thận và độc tai. Độc thận thường xuất hiện sau khi sử dụng từ 5 ngày trở lên, và độc tai thì xuất hiện khi sử dụng trên 14 ngày trở lên. Cần một điều lưu ý là độc thận có thể hồi phục hoặc không hồi phục. Thường thì nó sẽ hồi phục, trong khi độc tai, độc trên thính giác sẽ không hồi phục. Ciprofloxacin là một quinolone thế hệ 2 thì nó có phổ mạnh nhất trong các quinolone trên các vi khuẩn gram âm là nó có 4 cộng, trong khi các như ofloxacin chỉ có 3 cộng trên vi khuẩn gram âm thôi. Thì ciprofloxacin được dùng để điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, và nó là thuốc tốt nhất, được xem là thuốc tốt nhất để điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở nam giới, do thấm tốt vào tuyến tiền liệt. Ở phụ nữ thì nó được các chuyên gia khuyến cáo là không nên sử dụng như thuốc đầu tay, mặc dù nó là thuốc tốt nhất, vì các chuyên gia cho rằng là nên để dành nó như là một kháng sinh dự phòng và sử dụng trimethoprim phối hợp với sulfamethoxazole như là kháng sinh đầu tay. Ngoài ra thì nó còn được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn đường ruột giống như nhiễm khuẩn do E. coli, nhiễm khuẩn do Salmonella hay là Shigella. Hiện nay thì nó là thuốc đầu tay để điều trị nhiễm khuẩn lị do Shigella hoặc là tả. Cần lưu ý là ciprofloxacin không có tác dụng để điều trị các nhiễm khuẩn do trên đường hô hấp, vì nó có tác dụng yếu trên phế cầu hay là Streptococcus pyogenes gây ra viêm họng nhiễm khuẩn. Ciprofloxacin là kháng sinh duy nhất nhóm quinolone được WHO phê duyệt để điều trị cho trẻ em dưới 8 tuổi bị nhiễm lị. Nhược điểm của ciprofloxacin là nó gây kéo dài khoảng QT, cho nên liều cao có thể gây đột tử do trụy tim mạch. Nhược điểm khác là nó gây đau gân. Trong các phác đồ mà điều trị dài ngày những quinolone giống như ciprofloxacin hoặc levofloxacin gây đau gân ghê gớm cho nên là đây là một hiện tượng mà nó thường được giới hạn điều trị dài ngày. Ngoài ra nó có thể gây đứt gân, thì cái tỷ lệ đứt gân được tăng cao ở người sử dụng corticoid hoặc là lớn hơn 65 tuổi. Ngoài ra thì ciprofloxacin còn gây các hiệu ứng giống như là gây tiêu chảy do nhiễm khuẩn, tiêu chảy do dị ứng do kháng sinh, làm rối loạn đường tiêu hóa. Ciprofloxacin còn gây kích ứng thần kinh. Ngoài ra thì ciprofloxacin còn có tác dụng tốt trên Pseudomonas, cho nên có thể dùng để điều trị viêm phổi do Pseudomonas hoặc phối hợp với các kháng sinh khác để điều trị các nhiễm khuẩn đó. Tuy nhiên thì levofloxacin thường được ưu tiên hơn, thường được ưa chuộng hơn ciprofloxacin trong điều trị nhiễm khuẩn toàn thân do Pseudomonas. Metronidazol là một kháng sinh nhóm 5 imidazol có phổ hoạt tính chủ yếu trên vi khuẩn tị khí và vi khuẩn vi hiếu khí như H.P, và nó là một kháng sinh tuyệt vời để điều trị các nhiễm khuẩn động vật nguyên sinh như là Entamoeba histolytica hoặc là Giardia lamblia hoặc là Trichomonas vaginalis. Trong điều trị thì nó thường được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn như là nhiễm khuẩn ổ bụng, hỗn hợp, nhiễm khuẩn do hỗn hợp các vi khuẩn kỵ khí hoặc là nhiễm khuẩn âm đạo do vi khuẩn kỵ khí, và các trường hợp như lị do amip hoặc là bệnh trùng roi âm đạo. Nó cũng được dùng trong phác đồ điều trị H.P. Thì H.P là một con vi khuẩn vi hiếu khí, tức là vi khuẩn nó sử dụng một lượng ít, nó cần phải có một lượng ít oxy để sử dụng, nhưng mà nó vẫn sử dụng các hô hấp yếm khí là chính, cho nên thuốc này vẫn có tác dụng trên HP. Tuy nhiên không nên dùng metronidazol để đơn độc điều trị Campylobacter và HP vì kháng thuốc phát triển khá nhanh. Hiện nay thì phác đồ điều trị của Việt Nam á, phác đồ 1 đầu tay á, là gần như không thể dùng để điều trị được nữa, tại vì metronidazol đã bị HP đề kháng khoảng 70-80% rồi. Trong điều trị nhiễm khuẩn các kỵ khí thì metronidazol chủ yếu là dùng để điều trị nhiễm khuẩn kỵ khí ở từ dưới cơ hoành trở xuống. Còn nếu mà nhiễm khuẩn kỵ khí ở trên cơ hoành trở lên, thường người ta sẽ sử dụng clindamycin. Thì có một biệt dược là phối hợp giữa metronidazol và spiramycin hoặc là metronidazol phối hợp với clindamycin dùng để điều trị nhiễm khuẩn kỵ khí ở răng miệng á. Còn lại chứ nó thường không được sử dụng đơn độc để điều trị nhiễm trùng kỵ khí răng miệng. Thuốc này thì ngày xưa người ta cho rằng là các nghiên cứu cho thấy là nó tương đối an toàn đối với phụ nữ thuộc bảng B của FDA. Tuy nhiên hiện nay thì có một vài nghiên cứu cho thấy là nó có khả năng bị gây quái thai và ảnh hưởng đến thai nhi, nên hiện nay thì thuốc này nên cẩn trọng, cực kỳ cẩn trọng trên thai phụ, chứ không như clindamycin hoặc là erythromycin. Tinidazol là một kháng sinh nóng imidazol cũng như metronidazol vậy, cái phổ của nó cũng y hệt như metronidazol luôn. Thì nó tác dụng mạnh hơn metronidazol nên có thể dùng để điều trị những mà nhiễm khuẩn đề kháng với metronidazol. Cần phải hiểu một điều là vi khuẩn đề kháng với metronidazol rất là ít, vi khuẩn kỵ khí đề kháng với metronidazol rất là ít, ngoại trừ các loại thuộc nhóm Campylobacter và HP thì đề kháng với metronidazol khá là nhanh. Neoteprinan là một phối hợp giữa metronidazol, nystatin và neomycin để điều trị trong trường hợp mà nhiễm khuẩn âm đạo vùng kín. Thì nystatin dùng để chủ yếu để nhắm vào điều trị nấm trong âm đạo, còn metronidazol là để điều trị nhiễm khuẩn kỵ khí và Trichomonas vaginalis, cũng như là còn neomycin là để tiêu diệt những vi khuẩn hiếu khí, đặc biệt là trực khuẩn gram âm hiếu khí.